10 sai lầm chúng ta vô tình mắc phải trong cuộc sống nhưng khiến cuộc đời lụn bại. Bắt chước người thành công, quyết định lúc nửa đêm. Sự thật là, mặc áo cao cổ đen mỗi ngày không biến bạn thành Steve Jobs. 1. Đưa ra quyết định lúc nửa đêm. Buổi tối, đặc biệt là nửa đêm, luôn có không gian yên tĩnh hơn ban ngày, khiến người ta suy nghĩ và rơi vào trầm tư nhiều hơn. Chính bởi vì điều này, nhiều nhà văn, nhà thơ hay họa sĩ thường chọn đêm khuya là thời điểm sáng tác. Chẳng hạn như nhà văn Pháp Gustave Flaubert rất thích viết lách vào buổi đêm. Mặc dù vậy, các chuyên gia tâm lý đã chỉ ra rằng con người ta luôn luôn bị cảm tính vào ban đêm. Nếu bạn chọn thời điểm này để sáng tác nghệ thuật sẽ rất tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu bạn có xu hướng suy nghĩ cả đêm để đưa ra một quyết định nào đó thì sẽ không tránh khỏi cảm tính, dẫn đến quyết định sai lầm, sau đó là cảm thấy hối tiếc vì đã đưa ra quyết định như thế. 2. Tự ti bản thân, dần dần hình thành thái độ tiêu cực trong cuộc sống. Trong thời gian bạn vùi mình trong cái hố mang tên tự ti thì những người bạn cùng trang lứa đã chạy được một quãng đường thật xa. Đến khi bạn ngẩng đầu lên nhìn lại tiếp tục than thở tôi không thể đuổi kịp họ. Bạn thấy điều đó có xứng đáng không? Barbara Corcoran, người sáng lập tập đoàn Corcoran, nhà đầu của Shark Tank từng nói, ngay cả trong thời điểm khó khăn, bạn vẫn phải vực dậy được tinh thần và duy trì thái độ tích cực. Bất kể chuyện gì, con người thành công sẽ nói không với tự ti. Con người thất bại lại không dám bàn đến chuyện tự tin. Tất cả quyết định đều phụ thuộc vào bạn, trở thành người thành công hay thất bại. 3. Ở bên ngoài cùng với người lạ cười đùa vui vẻ, khi về đến nhà lại cáu giận với người thân. Đừng đổ lỗi cho việc bạn không thể khống chế bản thân mà bộc phát cơn nóng giận với người nhà. Rõ ràng bạn đã làm điều đó rất tốt khi ở với một đám người xa lạ ngoài đường. Hãy nhớ rằng, người qua đường vĩnh viễn là người qua đường. Đến khi người tản kịch tan, nơi duy nhất bạn có thể quay trở về chính là gia đình. 4. Bắt chước những người thành công, có địa vị cao trong xã hội. Khi có nhiều giải pháp tiềm năng cho một vấn đề, thật dễ dàng để chọn một giải pháp hiệu quả của người khác. Nhưng đây là sự thật, nó hiệu quả đối với người khác không quan trọng bằng việc nó có hiệu quả với bạn hay không. Các nhà lãnh đạo giỏi đừng mù quáng theo đuổi những người thành công nhất, nên biết rằng mặc áo cao cổ màu đen mỗi ngày sẽ không biến thành Steve Jobs. Thay vào đó, hãy nhìn vào các phần của thành công và áp dụng chúng vào hoàn cảnh của chính mình. Luke Freiler, giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Centerco, nhà cung cấp giải pháp xác thực khách hàng, cho biết. 5. Tập trung vào quá nhiều thứ trong cuộc sống. Bạn vừa muốn trở thành một người viết lách thật hay vừa muốn trở thành một tay đầu bếp cừ khôi, đến cuối cùng món ăn bạn nấu ra, nói mặn không mặn, nói ngọt không ngọt, tác phẩm mà bạn viết cũng dang dở chẳng đến đâu. Đó là vì bạn tập trung quá nhiều thứ trong cuộc sống. Kết quả cuối cùng chẳng có mục tiêu nào thật sự đến đích mà đôi khi còn đá vào mặt bạn một cái rõ đau. Hãy chọn một thứ mà bạn đam mê và giỏi hơn những thứ khác. Quá nhiều người có 1.000 ý tưởng tuyệt vời và không bao giờ bắt đầu bất kỳ ý tưởng nào trong số đó. Thay vào đó, họ tham gia vào công việc của mọi người. Ví dụ, nếu bạn không phải là một luật sư, đừng giả vờ là luật sư. Hãy làm chuyên môn của bạn và giao cho các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Hãy ký hợp đồng và tạo dựng công ty của bạn đúng cách. Nếu nó đáng làm, thì nó cũng đáng làm đúng, James Daly, đối tác sáng lập của công ty Daly Law Group, nói. 6. Tiết kiệm nụ cười. Parker, người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty Holly Parker Team thuộc tập đoàn bất động sản Douglas Elliman, nhà môi giới từng đoạt giải thưởng vì đã đạt hơn 8 tỷ đô la Mỹ doanh thu từng nói, sức mạnh của nụ cười đang bị đánh giá thấp. Một nụ cười ấm áp, chân thật ngay lập tức tạo ra niềm tin. Đó là nền tảng của mọi giao dịch kinh doanh. Nó không chỉ thêm năng lượng tích cực vào biểu hiện của bạn, mà còn làm cho bạn có vẻ dễ tiếp cận. Mọi người muốn làm ăn với những người họ thích và cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, đừng cười giả tạo. Càng mỉm cười thật lòng, tác động sẽ càng lớn. Và quan trọng hơn hết, bạn đâu biết rằng ai sẽ vì nụ cười của bạn mà rung động trước. 7. Nghĩ rằng chỉ cần trốn ở nhà, không ra ngoài giao tiếp vẫn có thể thoát kiếp FA. Bạn không phải một tác phẩm nghệ thuật mà người ta sẽ tìm đến cửa để chiêm ngưỡng.
Tình yêu cũng không phải câu chuyện giữa hoàng tử và lọ lem. Bạn không thể hiện bản thân ra bên ngoài, người ta làm sao biết đến bạn để ngỏ lời yêu. Bạn nên nhớ 99% trường hợp yêu từ cái nhìn đầu tiên đều xuất phát từ một buổi gặp gỡ tình cờ nào đó, chứ không phải ở nhà, đặc biệt là trong phòng ngủ của bạn. Hãy chuẩn bị quần áo tươm tất, nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Bạn cũng sẽ được người khác nhìn ngắm và ngỏ lời yêu thì sao? 8. Cần quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. 8. Cần quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Nhiều năm trước, tôi đã học được một nguyên tắc, chỉ cần từ 40% đến 70% thông tin để đưa ra quyết định. Nếu yêu cầu sự chắc chắn hoàn toàn, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Hãy tin vào trực giác của bạn, đưa ra quyết định và thực hiện. Lãnh đạo hiệu quả là sự pha trộn giữa kiến thức và kinh nghiệm. Thông thường, khả năng đưa ra quyết định khi thiếu thông tin có thể là giá trị sau cùng của bạn, son giá. Người sáng lập và tổng giám đốc của đế chế bất động sản giá ở Keller Williams đạt doanh thu hàng năm hơn 4 tỷ đô la Mỹ cho biết. 9. Đem mập mờ coi thành tình yêu. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Giống như một cuộc thí nghiệm chỉ có thất bại hoặc thành công, không có nửa thành công nửa thất bại. Một người mà đến lời yêu cũng không dám khẳng định, bạn nghĩ họ sẽ mạnh dạn đưa ra lời cầu hôn sao? 10. Người khác đối tốt với tôi một tí, tôi liền mang hết bí mật chút ra cho họ. Bạn không phải một con rối cầu cạnh sự thương hại bố thí, họ cũng không phải một cái thùng rác giúp bạn xả chết. Hai bạn hôm nay cùng nhau chia sẻ tâm sự, chắc gì ngày mai đã chung một con đường. Thời gian còn có lúc nghe lúc chậm, đừng nói đến lòng người tròn méo ra sao. Bạn thật lòng thật dạ đem bí mật kể ra cho họ, họ đem điều đó biến thành trò cười. Trong cuộc sống, chỉ nên nói về những điều mà chúng ta đều thấy. Không nên bàn luận về những thứ được gọi là bí mật nếu như bạn không muốn chuốc lấy đau thương. Theo doanh nghiệp và tiếp thị. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.